Thảo Yên. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng Sang Thời Sự Thế Giới của phần tin tức ngày thứ tư hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay là thấy trời hơi nóng nha. Tại vì buổi trưa nay đã thấy nhiệt độ lên cao nhất, có thể lên đến 89, gần 90 độ lận thưa quý vị. Qua đến ngày mai đó thì thấy là nhiệt độ giảm nhẹ xuống một tí, còn đâu khoảng 84, 85 và sẽ kéo dài như vậy luôn qua cho hết cuối tuần. Qua đến tuần sau thì thấy bắt đầu có cơ hội trời có thể là âm u mưa nhẹ, cho nên từ tuần sau trở đi đó thấy nhiệt độ rớt khoảng trung bình còn có 79 cho đến 80, 81 thôi thưa quý vị. Hàng triệu người ở Houston cho đến Galveston gần đó, Galveston ở ngoài biển, thưa quý vị, cho đến giờ phút này một số chưa biết có điện vào sáng ngày hôm nay hay không, nhưng mà tin tức chúng tôi mới vừa ghi nhận thì vẫn chưa có điện. Ngày hôm qua không có điện, rất nhiều người đã đổ xô ra đường. Hình ảnh chúng tôi cũng ghi nhận được đó là ở trong nhà quá nóng, tội nghiệp nhất là tủ lạnh, thưa quý vị. Bây giờ nó thành tủ ấm, theo bản tin tất cả các tủ lạnh không có điện, mà nhất là đã qua hơn 24 giờ từ hôm chủ nhật sang thứ hai, thứ ba và ngày hôm nay nữa, nếu mà không có điện nữa thì tình hình vô cùng khó khăn. Hãng điện thì vẫn đang cố gắng hồi phục. Không ngờ là bão chỉ là cơn bão nhiệt đới và hurricane cấp 1 thôi cũng đủ sức tàn phá rất nhiều các khu vực, gây ảnh hưởng nhiều triệu người. Không có điện và thời tiết thì lại rất là nóng, trên 90 độ, có nơi lên tới cả 100 độ. Chưa kể là nước thì ngập lụt ở nhiều nơi. Nước thì có thể sáng nay đã bắt đầu rút xuống dần, nhưng mà tiếp tục gây ảnh hưởng chưa hết thưa quý vị. Ngày hôm nay, tiểu bang Colorado có trường đại học và đặc biệt Đại học Colorado đã đưa ra dự báo về mùa bão trong năm nay tăng thêm nữa. Và khi mà nói tới bão ở vùng, đa phần khi nói tới hurricane season, mùa bão cuồng phong, người ta hay đề cập đến Đại Tây Dương, nhưng mà đồng thời cũng ở vùng vịnh. Và dù là ở Đại Tây Dương, nhưng mà bởi vì từ Đại Tây Dương đi vào biển ở vùng vịnh đó, nằm ở phía nam, phía sau Florida, thì cũng dễ dàng để đi đến cái khu vực của Texas, các tiểu bang lân cận như là Louisiana, Mississippi, Alabama bên cạnh Florida. Theo các chuyên gia về bão, họ nói rằng năm nay bão sẽ tăng lên, tức là bắt đầu cơn bão Beryl là khởi điểm của mùa bão. Và họ nâng lên. Trước đây, cách đây vài tháng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cũng dự báo đó. Họ nói có 21 tới 23 cơn bão. Thì trong số này đó, có đã được đặt tên thì có bão cấp 1 cho đến cấp 4, cấp 5. Thì bây giờ họ nâng lên từ 23 thành 25. Nhưng mà điều đáng lo ngại đó là trong số 25 cơn bão được đặt tên này, có 12 cơn bão dữ. Cơn bão dữ, và chưa kể đó, trong số 12 cơn bão này sẽ có 6 cơn bão có thể lên tới cấp 4, cấp 5. Điểm đáng chú ý đó là họ nói đừng để ý tới cái số bão, bởi vì chỉ cần một cơn bão mà thôi, chỉ cần một cơn bão đã đủ gây ảnh hưởng đến hàng triệu người dân. Mà trong số này họ nói điển hình là bão Beryl. Mặc dù ở cái cấp 1 và thậm chí đi vào đất liền á, nó xuống trở thành cơn bão nhiệt đới cũng gây ảnh hưởng lớn. Và đó là những điểm đáng chú ý trong ngày hôm nay liên quan tới thời tiết. Tình hình tài chính diễn biến như thế nào thưa quý vị? Sáng ngày hôm nay Dow Jones lên được 81 điểm nhưng vẫn chưa đạt được mức kỷ lục 40.000 điểm. Nasdaq thì tiếp tục tăng quá mạnh luôn, 93 điểm, 18.522. Có thể nói trong thời gian qua đó, cái khu vực Dow Jones diễn tăng chậm hơn rất nhiều so với S&P 500 và Nasdaq. S&P 500 là 500 đại công ty biểu tượng của nền kinh tế Hoa Kỳ này, các đại công ty lớn
đã được ghi nhận trong số S&P 500. Các công ty này họ có mặt ở khắp nơi trên thế giới, ví dụ như Google vân vân. Nếu họ làm ăn có lời thì những cái điểm đó cũng có nghĩa là tăng lên, cũng như sự chờ đợi của giới đầu tư hiện nay đang tin tưởng là Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ hạ giảm lãi suất sau khi lạm phát giảm xuống còn 3.1%. 5.596 tăng lên 19 điểm trong ngày hôm nay. Công trái phiếu 10 năm là 4.29 vẫn ở mức thấp. Có tin nói rằng các ngân hàng quý vị mua nhà hoặc là tái tài trợ thì phân lời cũng lại giảm trong thời gian qua, khoảng 5.5-6.5 từ đó. Giá dầu lên 1 đồng lẻ 2 sen 82 đồng 44 sen một thùng, vàng lên 16 đô la 50 sen ở mức 2.384 đô 40 sen một troy ounce. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì công ty BMW đã ra tuyên bố là họ sẽ phải thu hồi hơn 394.000 chiếc xe, bởi vì những cái airbag ở trong những cái xe này đó, qua thời gian lâu nó có thể nếu mà bị đụng xe đó có nguy cơ là nó phát nổ, và ở trong những cái airbag sẽ bắn ra những cái mảnh vụn rất là sắc và bén, nếu mà nhẹ thì có thể là gây thương tích, nặng có thể là gây chết người cho những người ngồi ở trong xe. Thì đây là toàn bộ những cái dòng xe này sẽ là dòng xe bị thu hồi. Đa số chúng ta thấy trong này là xe cũng cũ, thưa quý vị. Lâu đời nhất là năm 2006, 2009, kéo dài đến năm 2011, 2012 thôi. Thì toàn bộ những dòng xe 3 Series của BMW là nằm trong cái đợt thu hồi lần này. Thì theo cơ quan NTHSA, kiểm tra an toàn giao thông đó thưa quý vị, thì thứ nhất là có những cái xe là ở đây đó là có những người trong cái đợt mà rầm rộ trong vòng mấy năm qua, khi mà cái vụ mà airbag, cái túi khí của cái hãng Nhật Tanaka bị thu hồi đó, thì những chủ xe này không biết lý do vì sao vẫn chưa đi thay những cái airbag đó, cho nên là rất nhiều những cái xe trong cái đợt 394.000 chiếc này là vẫn còn dùng cái airbag của Tanaka. Vì vậy cho nên là mà cái túi khí, cái túi airbag đó là đã khẳng định là có nguy cơ sẽ bị mà phân sanh rồi. Và bên cạnh đó thì NTHSA cho biết là những cái dòng xe này nó đã quá cũ, cho nên là khi mà bị đậu lâu ngày ở ngoài không khí nóng, trời nóng, hoặc là có những cái tiểu bang mà giống như là độ ẩm nhiều quá đó thưa quý vị, thì lâu ngày dài tháng nó sẽ khiến cho những cái túi khí ở bên trong nó dễ bị hư mòn, cho nên là dễ gây tai nạn. Thì bây giờ phía BMW cho biết là chủ của những tất cả dòng xe mà trong cái list lần này đó sẽ nhận được thư chính thức vào ngày 23 tháng 8. Và khi mà đem đến dealer xe thì họ sẽ thay toàn bộ những cái airbag hoàn toàn miễn phí, không có tính tiền. Chúc mừng quý vị nào muốn đi Las Vegas trong tuần lễ này hoặc là bắt đầu ngày hôm nay. Nhiệt độ 115 độ và hôm nay họ nói hôm nay là ngày thứ 5 liên tiếp ở mức 115 độ. Từ hôm Chủ nhật có lúc lên tới 120 độ. Hôm thứ 3 vừa qua là 120 độ. Và dự báo thời tiết cho biết là nhiệt độ chưa có giảm và sẽ còn kéo dài cho đến hết tuần lễ này. Nhưng điểm đáng chú ý, đây chỉ chưa hết tháng 7, thưa quý vị, mới đi bước vào khoảng giữa tháng 7, mà phần lớn đó là phải đến tháng 9, đầu tháng 9, tức là có thể là đi vào, bước vào cái mùa lễ lao động á, vẫn còn nóng, chắc cũng khoảng trên 90 độ, nhưng mà lúc đó mới thấy được cái nhiệt độ 90, còn ngày hôm nay là ngày kỷ lục. Chưa biết được ngày thứ 5, thứ 6 như thế nào, nhưng mà họ nói nhiệt độ vẫn sẽ giữ ở mức cao trên 110 độ. Bởi vì 115 cho tới 120 độ là kỷ lục nóng. Rất nhiều người dân Las Vegas họ nói đã quen với cái nhiệt độ nóng này vào mùa hè rồi, nhưng mà cũng không thể chịu nổi. Quý vị tưởng tượng nếu như hệ thống máy lạnh mà bị ảnh hưởng thì sao? Nhưng mà ít nhất người dân ở đây cũng có thể chạy vào các casino để tránh nóng. Một tin cũng vui vui về đời sống thưa quý vị. Thảo Yên chắc lâu lắm rồi không có ký check phải không? Không có, phải lâu lắm chứ. Bao nhiêu năm rồi? Không nhớ nữa. Không nhớ luôn, không xài luôn.
tôi không biết được cái check của tôi nằm đâu nữa. Thì đó là lý do ngày hôm nay Target tuyên bố họ không nhận chi phiếu nữa. Quý vị đi Target và nhiều cái cơ sở bán lẻ khác. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chúng tôi đang gửi đến quý vị một tin liên quan đến đời sống và các con số cũng rất là thú vị. Bởi vì nếu không có những con số này cũng chẳng biết được người Mỹ sử dụng chi phiếu và có bao nhiêu chi phiếu đã ký ra hàng năm. Và Quỹ Dự trữ Liên bang Fed, thưa quý vị, là theo dõi giám sát chi phiếu này. Bởi vì mỗi khi ngân hàng chuyển đổi và process, có nghĩa là thực hiện các dịch vụ để chuyển đổi từ một cái mảnh giấy thành tiền để chuyển cho các chương mục của các công ty đó, là các con số này đó được Quỹ Dự trữ Liên bang ghi nhận. Target họ nói rằng cái số lượng người viết check ngày hôm nay đó hầu như chắc một vài người một ngày bán của Target. Và vì thế Target nói rằng nội cái chuyện mà thu gom chi phiếu rồi họ phải trả những cái chi phí dịch vụ đó, cho nên cuối cùng Target nói thôi khuyến khích khách hàng đừng có ký nữa, phiền lắm. Và thực sự ngày nay nó không có ai, thì vì cái cuốn check đó, hoặc là có người thì họ đi đâu đó, thì họ xé một vài miếng check, nhưng mà cái chuyện đó thì không thể tưởng được. Cho nên Target, Whole Foods và Audi, chợ Audi của Đức đó, họ đã không nhận chi phiếu lâu rồi. Tuy nhiên điểm đáng chú ý đó, không biết được Walmart ngày mai ngày mốt như thế nào, nhưng mà Walmart hiện nay vẫn còn nhận những cái tấm check này. Thứ hai là Macy, và tiệm thứ ba bán quần áo đồ gia dụng đó là tiệm Kohl's vẫn còn nhận check. Thế thì Quỹ Dự trữ Liên bang cho biết đây là con số rất là thú vị. Năm 2022, 3,4 tỷ tấm check này. Wow, người dân Mỹ đi làm, trả lương, trả tiền thuế vào khoảng 135 triệu người, khoảng đó, phân nửa đó là người lao động. Mà cái con số nó lên tới 3,4 tỷ, có nghĩa là người Mỹ vẫn sử dụng cái chi phiếu từ năm 2022. Nhưng mà so với thập niên 1990, mà thời điểm đó quý vị thấy đó là đa phần cái thẻ tín dụng cũng thực sự có, nhưng mà rất ít người sử dụng. Họ sử dụng tiền mặt rất nhiều, các máy cà thẻ vào thập niên 90 cũng ít nữa. Cho nên phần lớn là người dân sử dụng, đa phần đó là họ trả tiền tiện ích, tiền điện hoặc là rất là nhiều thứ, tiền bảo hiểm hoặc là bất, và thậm chí thẻ tín dụng đó, gửi về nhà chúng ta cũng gửi ký check. Đó là thập niên 90, 19 tỷ ngân phiếu. Cái tiền giấy nè, cái tiền process, cái tiền mà ngân hàng họ phải giải quyết những cái ngân phiếu này đã gây tốn kém như thế nào, rồi ô nhiễm môi sinh nữa, thì cái điều đó giảm thiểu. Ngày nay thì Target cho biết đó, họ đề nghị, và cũng như quý vị cũng thấy là Walmart và rất nhiều các nơi đó họ cung cấp cái thẻ tín dụng thì mua trước trả sau, và điều này nó tiện ích hơn. Thì hy vọng qua cái nỗ lực này của Target là cắt giảm hết tất cả và để giúp cho người dân làm quen hơn. Nhưng mà quý vị vẫn thấy các cụ đôi khi họ vẫn quen cái thói quen, không thích xài thẻ, họ thích cái chi phiếu và họ thích cái gì nó viết hơn. Và dưới cái chi phiếu thì có một cái copy cho biết ngày hôm đó họ xài bao nhiêu, họ kiểm tra. Có nhiều người vẫn thích là viết vào sổ hơn là sử dụng cái thẻ. Và quay sang một bản tin khác thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại Washington DC hiện nay vẫn đang truy lùng hai người đàn ông ở trong một cái nhóm 4 người liên quan đến cái chuyện đó là đã giết chết một người đàn ông và chặt đứt cái ngón tay cái của ông này, để chúng dùng cái ngón tay cái đó để rút tiền ở trong ngân hàng của nạn nhân. Thì đây là hình ảnh của nạn nhân thưa quý vị, ông tên là Faisal
Teco Merriam, 53 tuổi. Thì bây giờ theo hồ sơ của phía cảnh sát, đó là vào tháng ngày 5 tây tháng 4 năm nay đó, phía cảnh sát nhận được điện thoại của chỗ làm của nạn nhân gọi, bởi vì nói là mấy ngày rồi ông này cũng không có đi làm, mà gọi ông thì không có được, cho nên là mà chắc ông này không có bà con họ hàng gì hết, cho nên là chính chỗ làm gọi cho cảnh sát. Thì cảnh sát đi đến cái khu apartment ông này ở đó, thì sau khi mà phá cửa xông vào thì họ tìm thấy được xác của ổng nằm chết ở bên trong cái apartment, và trên người đó thì đầy những cái vết thương hết. Cảnh sát nói là ông bị đâm, bị chém rất nhiều, và đặc biệt bên cái bàn tay phải đó, cái ngón cái bị cắt mất. Cảnh sát không tìm được cái ngón cái ở trong cái căn nhà. Thì bắt đầu rõ ràng là cái và ông bị chết, cảnh sát nói là có thể là từ 3 đến 5 ngày trước khi mà được chỗ làm gọi điện thoại, và có lẽ chết là vì bị mất máu quá nhiều. Thì phía cảnh sát cho biết là trong lúc mà họ đang điều tra cái chết của ông đó, thì những cái ngày đó cái bank account của ông vẫn liên tục bị rút tiền ra, cho nên là cảnh sát đi thu thập chứng cứ và họ liên tục nhìn thấy hình ảnh của hai người phụ nữ này. Và thế là cảnh sát mới đi dò hỏi hàng xóm, thì được hàng xóm cho biết là họ nhận ra cái cô người trẻ này. Cô gái này tên là Audrey Miller, thưa quý vị. Hàng xóm khẳng định là cô này đó giống như là đã cặp kè với nạn nhân vài tháng trước rồi, họ thấy cô này liên tục xuất hiện trong cái unit của ông này. Thế là cảnh sát họ mới đi tập trung điều tra cái người phụ nữ này. Thì cảnh sát có một số những cái bằng chứng nhất định để mà cho thấy ông nạn nhân này đó, ổng là một cái loại sugar daddy, dịch ra là giống như là bố đường ở Việt Nam vậy đó, thưa quý vị. Là ổng bao nuôi cái cô này, nhưng mà cùng lúc sau này đó bao nuôi thêm một người phụ nữ thứ nhì nữa, và hai người này đó liên tục đi ra vào ở trong cái căn apartment của ổng. Và phía cảnh sát sau khi mà điều tra được danh tính đó thì xác nhận là hai người phụ nữ này là gái điếm ở trong khu vực. Thì phía cảnh sát bây giờ họ tin là có thể khi mà được ông này bao nuôi một thời gian, chúng biết là ông này có tiền, thưa quý vị, cho nên vào cái ngày mà chúng giết ông đó, cảnh sát phát hiện được là có hình ảnh từ cái camera của cái tòa nhà cho thấy là hai người phụ nữ này dắt hai người đàn ông khác đi vào trong cái unit của ông, và thế là có thể chúng đã giết ông ở trong căn nhà. Và đặc biệt chúng biết là cái bank account của ông đó là ông phải dùng cái ngón tay cái để mà nhấn cái dấu vân tay để rút tiền, cho nên là chúng chặt đứt cái ngón tay cái của ông. Và phía cảnh sát nói là trong những ngày mà nạn nhân chết đó, chúng cầm cái ngón tay cái này đi vào trong ngân hàng và không biết bằng cách nào mà vẫn rút được tiền ra. Thì bây giờ phía cảnh sát đã bắt được cả hai người phụ nữ này rồi. Cái cô Miller này đã bị bắt ngày 21 tháng 6. Còn người thứ hai là Tiffany Gray, 22 tuổi, thì bị bắt ngày 1 tháng 7. Thế nhưng hai tên đàn ông liên quan trong cái chuyện này thì bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được. Và thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden liệu, câu hỏi đặt ra là đã thuyết phục được cử tri cũng như các thành viên của Đảng Dân Chủ để cho thấy rằng cái việc mà ông tranh luận với ông Trump chỉ là một cái sự thất bại nhỏ trong một cái tiến trình tìm cách lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Điều đó đã được chứng minh ngày hôm qua khi ông có bài diễn văn 15 phút trước hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Washington. Và thay vì chỉ trích cái bài diễn văn này... Và trước đó, khi bản tin đưa đi đó, thì họ cũng đã nói ông Biden sẽ phải chứng minh khả năng lãnh đạo và mọi cặp mắt trên thế giới. Bởi vì đây là hội nghị thượng đỉnh mang tính thế giới, thưa quý vị. Các quốc gia mà hỗ trợ cho Ukraine là đổ dồn về để mà tập hợp, tìm kiếm một cái chính sách. Và quan trọng hơn nữa đó, là muốn Hoa Kỳ phải lãnh đạo, bảo đảm chính sách đó. Bởi vì không có Hoa Kỳ thì không thể làm một cái trục hỗ trợ Ukraine tấn công Nga được. Thì họ nói rằng họ muốn theo dõi cái bài diễn văn và muốn nhìn cái phong cách trình bày của ông như thế nào. Và liệu rằng ông có lộ vẻ là yếu kém hay không trong vấn đề nói chuyện
tay chân có run rật hay không, mọi thứ các cái. Thì thực sự đó, ngày hôm nay có những tờ báo, trong đó có tờ Economist, tờ kinh tế, họ đã khẳng định ông Biden thực sự đã có một bài diễn văn, họ dùng cái chữ nảy lửa trong bài diễn văn trước hội nghị thượng đỉnh NATO ngày hôm qua. Và các cử tọa cũng như những ai mà theo dõi đoạn video này đó thì phải công nhận, chứ không thể nào nói rằng là ông này ông nói cả lâm, không có một cái phần cả lâm hoặc là líu lưỡi nào hết, thưa quý vị. Điểm đáng chú ý là như thế. Thì có nhiều người tiếc ông nói phải chi mà ông tranh luận cũng như thế thì có phải là đỡ biết bao nhiêu hay không. Chúng tôi tiếp tục với nội dung và cũng như nỗ lực của phía NATO đối với Ukraine trong thời gian tới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ông Tổng thống Joe Biden đã có một bài diễn văn và được tờ The Economist mô tả là nảy lửa. Và bài diễn văn này tương tự như thời mà ông ra tranh cử của năm 2020. Và đó là lý do mà họ nói rằng không tìm được một lỗi lầm nào, hoàn toàn khác biệt với những cái tin tức mà báo chí trong thời gian qua họ đang theo đuổi ông Biden nhiều hơn. Bởi vì tin tức Biden bây giờ nó tràn ngập hơn là tin tức của ông Trump. Ông Trump bây giờ trong thời gian qua rất ít. Bởi vì tin tức mà, thưa quý vị, cho nên họ nói rằng hễ mà có một cái sự xào xáo trong nội bộ của đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ thì đó là tin tức sẽ được đưa ra. Và điều này chúng ta cũng nhớ đó là thời của ông Trump, khi ông Trump bị những cái cáo buộc liên quan đến những nhiều tội ở tại nhiều tiểu bang. Thì tới thời gian đó là thời gian mà báo chí theo đuổi ông nhiều nhất luôn. Và mãi cho đến khi mà Tòa Tối cao Pháp Viện ra phán quyết liên quan đến việc miễn tố đó, một phần, nhưng mà nói là một phần, nhưng mà phần lớn là miễn tố cho ông Tổng thống. Thì, và sau cuộc tranh luận, thì đa phần những cái tin tức lại chĩa mũi dùi nhắm vào ông Biden. Khả năng lãnh đạo của ông như thế nào? Và đó là lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh NATO, bên ban cố vấn của ông Biden cố gắng vực lại một hình ảnh của một người lãnh đạo thực sự mà cử tri đã bỏ phiếu đưa ông lên làm tổng thống của năm 2020. Và người ta thấy, theo các chuyên gia họ ghi nhận đó, đúng như là cái khả năng lãnh đạo của ông, và ông đã đưa ra chính sách mà họ nói là từ lúc ông làm thượng nghị sĩ cho đến giờ phút này, là trên 40 năm qua đó, khi mà trước vào khi vào tòa Bạch Ốc đó, ông đã chứng minh. Bởi vì người ta cũng ngạc nhiên là không hề có một cái sự vấp váp nào. Lẽ đương nhiên, thưa quý vị, các bài diễn văn này là đều được viết trước, và hai bên ông có cái prompter, cái máy chạy để mà đọc. Nhưng mà đọc mà nếu không có vững vàng thì chắc chắn sẽ vấp, hoặc là quên, hoặc là nói lắp. Không hề có chuyện đó, mà đây là bài diễn văn kéo dài hơn 15 phút. Trong đó ông đề cập và họ nói như thế này: muốn chứng minh cho các quốc gia và thế giới, nhất là bài diễn văn nhắm vào Vladimir Putin. Putin ngày hôm qua theo dõi sát bài diễn văn này, mà trong đó ông đưa ra những cái chi tiết vô cùng quan trọng, khẳng định lại, đặc biệt là với Tổng thống Zelensky và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, Ukraine sẽ thắng, Nga sẽ thất bại, và đồng minh sẽ đoàn kết bên cạnh Ukraine. Ngoài ra, ông còn đưa ra chi tiết là họ chuẩn bị chuyển giao hệ thống phòng không mới cho Ukraine, và bao gồm hệ thống Patriot và SAM. Đây là các hệ thống hỏa tiễn rất cần. Chưa kể là nhiều nỗ lực khác mà bên phía Tổng thống Zelensky muốn đưa ra. Trong bài diễn văn, và ngoài ông Biden là các diễn giả khác, trong đó có Tổng thư ký của khối NATO Stoltenberg cũng có bài diễn văn. Một lần nữa tập trung là họp
trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, để nhằm đưa ra các chính sách đối với Ukraine. Và điểm đáng chú ý, thưa quý vị, rất quan trọng là trong hội nghị thượng đỉnh NATO này, các nhà lãnh đạo họ rất quan tâm, không biết được kết quả bầu cử ở Mỹ vào tháng 11 này như thế nào. Nếu ông Biden thất cử và ông Trump lên, thì chính sách của ông Trump mọi người đều biết là chống lại NATO. Không phải là chống nhưng mà buộc NATO phải đóng góp nhiều hơn nữa như ông đã từng làm trong thời gian từ 2016 tới 2020. Thứ hai nữa là chính sách của Hoa Kỳ nếu thay đổi thì liệu rằng việc đoàn kết hỗ trợ cho Ukraine có còn nữa hay không? Thứ hai là đó là lý do mà khối NATO muốn họp lại để bảo đảm đưa ra một lộ trình hỗ trợ cho Ukraine một cách dài lâu cho đến khi nào chiến thắng. Và điều đó có vượt qua được các nỗ lực nếu như ông Trump lên làm tổng thống trong tháng 11 hay không? Đó vẫn là những câu hỏi rất lớn mà hội nghị NATO lần này cũng sẽ đưa vào các nghị trình làm việc. Và thưa quý vị, vào năm ngoái ở tại một cái thành phố rất là hẻo lánh ở Arizona, cái thành phố này đó nằm sát ngay biên giới với Mexico, xảy ra một cái chuyện, đó là có một cái ông chủ trang trại, hai vợ chồng lớn tuổi sống một mình, nhưng mà bị một nhóm những cái người di dân bất hợp pháp Mexico đó đi vào trong cái khu vực trang trại của ông, rồi ông này vì lo sợ cho tính mạng của mình và người vợ cho nên đã nổ súng bắn chết một người đàn ông trong cái nhóm này. Thế nhưng sau đó thì ông bị bắt ra tòa, và đến sáng ngày hôm nay thì phía công tố viên đó cuối cùng đã đồng ý không truy tố ông nữa, khi mà phiên tòa xét xử ông vào hồi tháng 4 đó đã bị mistrial, thưa quý vị. Và bây giờ phía thẩm phán cho biết là không có đủ bằng chứng để mà truy tố người đàn ông này cái tội giết người. Thì đầu đuôi câu chuyện, thưa quý vị, đây là hình ảnh của cái ông chủ trang trại. Ông tên là George Allen Kelly, 75 tuổi, còn người vợ thì cũng 74 tuổi. Hai vợ chồng này sống ở một cái thành phố gọi là Nogales. Họ cái căn nhà nhỏ nhưng mà nằm trong nguyên một cái trang trại rất là lớn. Thì vào tháng Giêng năm ngoái, thưa quý vị, một buổi chiều, hai vợ chồng này kể là đang ngồi ngay trước hiên nhà đó, thì tự dưng thấy cách khoảng 100 yards, khoảng 300 feet, một đám đàn ông 8-9 người leo rào vào cái trang trại của ông, chắc muốn băng qua bên kia hay sao đó, không biết. Nhưng mà ông nói là nguyên cái đám đó 8-9 người toàn đàn ông không, và đặc biệt có một người cầm khẩu súng, và sau này chính là cái người thiệt mạng trong cái câu chuyện này, đây là ông Gabriel Butimia, 48 tuổi, thưa quý vị. Thì cái ông chủ trang trại, ông George, ông nói là cái nhóm người đàn ông này đó, nhóm 8-9 người thì hết 3-4 người là đều có cầm súng, và đặc biệt cái ông Gabriel này đó là ông cầm một cái khẩu AK-47. Và ông chủ trang trại nói là khi mà cái đám đàn ông thấy hai vợ chồng này đó thì quay sang nhìn, và cái nòng súng của cái ông Gabriel này đó thì hướng về phía hai vợ chồng của ông George, cho nên là ông George ổng có đeo cái khẩu súng ở trên người đó, cho nên ổng rút ra. Nhưng mà ông George ổng một mực ổng nói là ổng không có bắn vào cái nhóm này, mà ổng chỉ bắn chỉ thiên mà thôi, rồi sau đó cái nhóm này vùng bỏ chạy. Và thế là ông nói là khoảng mấy tiếng sau, có thể là ông chờ êm đi qua rồi đó, thì ông mới đi kiểm tra xung quanh, tại cái nông trại cũng lớn rồi có cây cối, thì ông lại nhìn thấy thi thể của cái ông Gabriel này nằm gục chết ở dưới một cái gốc cây rất là to, và trên thi thể thì lại có những cái vết thương do đạn bắn. Thì là ông George ông đã gọi sheriff đến, thế nhưng sheriff sau khi mà đến lấy lời khai đó thì cuối cùng họ lại kết luận là ông George đã dùng cây súng bắn chết cái ông di dân bất hợp pháp này, cho nên là sheriff đã bắt ông chủ trang trại, và từ năm ngoái bị bắt cho đến tháng 4 năm nay thì mới chính thức mở cái phiên tòa xét xử đầu tiên.
Thì ông George này ổng vẫn khăng khăng ổng giữ cái cơn, ổng nói là ổng không có bắn, và cái khẩu AK-47 đó là của cái đám người đàn ông kia. Thế nhưng phía công tố viên đó thì có thể là tại vì không có nhân chứng, chỉ có lời khai của cái ông này thôi, mà ông kia thì lại bị đạn bắn chết, cho nên là phía công tố viên thì lại lập luận rằng ông George này đó ổng cầm cái khẩu AK-47 và bắn chết người đàn ông kia. Tuy nhiên sau khi mà ra tòa đó thưa quý vị, thì phía luật sư biện hộ cho ông George đã chỉ ra được rất nhiều những cái bằng chứng. Thứ nhất, cái viên đạn mà găm vào người của nạn nhân chết đó không nằm ở, không thuộc một cái cây khẩu súng nào ở trong nhà của ông George cả. Và thứ hai nữa là xung quanh hiện trường ông George, ông kể là ông bắn chỉ thiên, thì những cái viên đạn đó cũng không thuộc một cái cây AK-47. Mà cái cây AK-47 mà ông George ông kể ông nhìn thấy đó thì lại không có ở trong hiện trường, nghĩa là cái nhóm đàn ông kia đã xách đi mất. Cái viên đạn mà bắn trúng nạn nhân đó không thuộc bất kỳ khẩu súng nào tìm được ở trong nhà ông George, nghĩa là từ một cái khẩu súng khác nữa bắn ra. Chính vì như vậy mà phiên tòa kéo dài hơn một tháng trời. Cuối cùng bồi thẩm đoàn có 8 người thì hết 7 người đồng ý là acquit, giống như là hủy bỏ cáo trạng đối với người đàn ông này. Chỉ có duy nhất một người là không đồng ý, nói là ông này chính là người giết người, thì có thể là ông đã quăng mất AK-47. Tuy nhiên vì có một người không đồng thuận cho nên cuối cùng là cái phiên tòa bị mistrial thưa quý vị. Nhưng mà công tố viên lúc đó họ vẫn không đồng ý. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến cái phiên tòa xét xử một cái ông chủ của một cái nông trại lớn tuổi ở tại Arizona bị cáo buộc là bắn chết một di dân bất hợp pháp khi mà xông vào trong cái vùng đất của ông. Thì như chúng tôi thưa đó thưa quý vị, phía công tố viên thì cứ khăng khăng là ông George này ổng dùng cái khẩu AK-47 bắn chết cái người di dân bất hợp pháp. Thế nhưng thứ nhất không tìm thấy được cái khẩu AK-47 đó thưa quý vị, và thứ hai là cái viên đạn mà bắn chết nạn nhân lại không trùng khớp với bất kỳ cái khẩu súng nào mà ông George sở hữu cả. Chính vì vậy mà phiên tòa bị mistrial. Thế nhưng sau đó đó, phía công tố viên họ nói là họ vẫn sẽ tiếp tục giống như là thu thập thêm những cái bằng chứng hay gì đó để mà mở tiếp tục, là có thêm một cái phiên tòa mới. Họ vẫn muốn truy tố ông này. Nhưng mà vào cách đây một tháng thì phía luật sư của ông George, thưa quý vị, đã giống như là viết một cái thư yêu cầu tòa bây giờ là không có nên hủy tất cả mọi cáo trạng. Vì thứ nhất, luật sư nói trong cái vụ này đó, rõ ràng những cái bằng chứng chỉ ra của công tố viên nó rất là yếu. Và thứ hai là họ không có thêm được bất kỳ một cái bằng chứng mới nào nữa cả. Cho nên cái việc truy tố là nó không công bằng với ông này. Và cái điểm cuối cùng là ông này đã 75 tuổi rồi. Cái tình trạng sức khỏe ông rất là tệ. Và ông đang bị giống như là cái stage đầu tiên của bệnh lãng trí nữa thưa quý vị. Mà một khi mà nếu mà bắt đầu một cái phiên tòa mới đâu phải bắt đầu liền đâu, có thể lẹ là mấy tháng, nhiều khi cả năm nữa. Thì phía công tố viên nói là ông bị bệnh đản trí, thì nếu như khi mà bắt đầu được cái phiên tòa mới đó, nhiều năm tháng trôi qua như vậy rồi, thì cái memory của ông về cái buổi chiều ngày hôm đó nó sẽ không còn chính xác nữa, thì làm sao mà ra tòa được. Chính vì vậy mà phía thẩm phán đó họ đồng ý với cái lập luận này, bởi vì thứ nhất cái quan trọng nhất là phía công tố viên cái bằng chứng để truy tố ông nó không có đủ, cho nên là quan tòa yêu cầu phía công tố cân nhắc cái lời yêu cầu của biện hộ. Và sáng ngày hôm nay phía công tố viên sau gần một tháng trời họ cuối cùng cũng tuyên bố là họ sẽ từ nay không truy tố ông này nữa, coi như cái chuyện này hoàn toàn hủy bỏ. Thế nhưng bây giờ đó, vợ chồng của ông George này, ông nói là mặc dù ông sẽ không còn vướng vào cái vấn đề pháp lý nữa, nhưng mà họ là người đã bị thiệt hại trong cái chuyện này. Thứ nhất, công tố viên đã giống như là có một cái
thành kiến với ông khi mà không cân nhắc cái giống như là cái câu chuyện ông kể, những cái sự thật mà ông nói ra, lại cứ đi truy đuổi một cái câu chuyện mà hoàn toàn khác khi mà không đủ bằng chứng. Và thứ hai nữa là cái vấn đề về kinh tế. Hai vợ chồng ông nói là đã để dành dụm được gần 2 triệu để mà dưỡng già, nhưng mà vì cái chuyện này kéo dài suốt một năm trời, họ đã xài gần hết 2 triệu để mà thuê luật sư để cuối cùng chứng minh là họ không có giết người. Thì bây giờ cái thiệt hại về cái tiền bạc này ai sẽ chịu cho họ? Chỉ vì một vài viên đạn bắn ra. Và tin vui đến với Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh NATO. Và hôm nay, Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Joe Biden tuyên bố cung cấp chiến đấu cơ siêu thanh F-16 Falcon cho Ukraine. Và trên trang mạng Wikipedia, chúng ta tìm hiểu thêm về cái loại F-16 đã nghe từ lâu rồi. Thực sự thì F-16 nó cũ lắm rồi, thưa quý vị. Mỹ bây giờ không xài nữa. Hạng không quân Mỹ không xài F-16, F-35 và các loại tối tân hơn. Và đây là hình ảnh của năm 2008 trong cuộc chiến Iraq. Thì Hoa Kỳ thực sự đã sử dụng. Phần lớn không quân Hoa Kỳ cung cấp F-16 cho các quốc gia đồng minh, trong đó có khối NATO. Quân đội đó họ không mua, đặt mua nữa. Nhưng mà những quốc gia nào muốn thì có thể đặt mua từ công ty General Dynamics. Lẽ đương nhiên với sự đồng thuận của chính phủ Hoa Kỳ thì phần lớn là xuất cảng. 4.600 chiếc đã được bán ra từ năm 1976. Đây là loại supersonic. Supersonic là siêu thanh đó. Quý vị nhìn lên bầu trời thấy chiếc này đã bay rồi, trên bầu trời rồi đó. Thì bay nó mất rồi đó. Một lát nữa quý vị mới nghe cái tiếng thì đó là vượt bức tường âm thanh supersonic. Cho nên khi mà nó xuất hiện đó là quá muộn. Khi mà quân địch, trong này trường hợp này không quân của Nga, nhìn thấy chiếc F-16 là tiêu. Chưa kể đây là loại chiến đấu cơ mà họ nói chiến đấu rất là nhanh, độc đáo vào ban ngày. Và quý vị nhìn thấy đó, trên thân của máy bay đó, nó gọi là multi-role, có nhiều khả năng để đối địch. Thứ nhất là thả bom, mang theo những cái quả bom khổng lồ thả xuống. Và riêng cái quả bom này đó sẽ giúp cho lực lượng không quân của Ukraine. Các phi công của Ukraine đã được huấn luyện bay F-16 rồi. Và đó là điểm mà ngày hôm nay họ tuyên bố, có nghĩa là khi máy bay bay sang đó là thứ nhất bảo trì, Ukraine có thể bảo trì máy bay này được. Thứ hai, phụ tùng cũng chuyển sang. Thứ ba, điều quan trọng là phi công ở đâu mà lái. Thì họ nói rằng cái loại mà supersonic này tương tự như những chiếc xe tăng của Mỹ đó. Quân đội Ukraine, mấy anh binh sĩ rất là thích, mấy anh vui lắm. Anh nói là so với xe tăng của Nga nó cồng kềnh mà khó điều khiển đó. Họ nói xe tăng Mỹ và kể cả máy bay của Mỹ nữa, nó có một cái joystick thôi. Họ nói giống như là chơi game và nó dễ đến như thế. Và khi các anh mà anh lái xe tăng và bây giờ đó lái máy bay thì họ nói sướng vô cùng, nhào lộn trên không, bởi vì cái khả năng của chiếc máy bay này tấn công nhanh và uyển chuyển nữa. Chưa kể đó là ngoài chuyện thả bom, F-16 có khả năng tấn công máy bay khác, máy bay Nga bay lên đó, và phải là supersonic luôn thì may ba cái chuyện rượt đuổi. Nhưng mà trên đây quan trọng hơn cả là các hỏa tiễn tầm nhiệt hoặc là dựa vào hệ thống định vị để mà nhắm vào đối phương. Thì máy bay F-16 mặc dù đối với quân đội Hoa Kỳ nó cũ lắm rồi, nhưng mà đối với nước ngoài, đặc biệt với Ukraine bây giờ, làm sao mà có F-16 được. Bây giờ có F-16 hỗ trợ cho việc phòng thủ, chứ không phải là bay sang thả bom ở bên xứ nước Nga cũng khó khăn, bởi vì Nga có hệ thống đối không. Nhưng mà quan trọng là nếu quân Nga tấn công vào biên giới và đi vào trong các khu đất, chẳng hạn như là Nga đang tìm cách chiếm lấy những cái thị trấn ngôi làng ở Kharkiv, hoặc là bắn vào thủ đô, hoặc là đưa bộ binh vào, thì những cái chiếc F-16 này với cái việc tấn công quá nhanh ở trên không, xe tăng hoặc là đại bác hoặc bất cứ quân gì của Nga ở dưới đất bắn tan bạch hết. Chưa kể là máy bay của Nga mà bay vào không phận của Ukraine cũng được những cái chiếc F-16 này phối hợp
với cái hệ thống đối không tấn công. Cho nên Tổng thống Zelensky rất là vui trong ngày hôm nay. Máy bay F-16 Falcon này sẽ được chuyển từ Hà Lan và Đan Mạch, hai quốc gia và Bỉ nữa thưa quý vị. Trong nhà kho họ có khá nhiều các F-16 đã từng mua của phía Hoa Kỳ để hỗ trợ trong vấn đề mà không lực của các quốc gia này. Và thưa quý vị, vào ngày July 4 ở tại vườn quốc gia Yellowstone, mém nữa xảy ra một cái vụ xả súng hàng loạt. May mà Park Rangers cùng với lực lượng sheriff ở cái khu vực này đó, họ đã nhanh chóng tìm được tay súng trước khi mà y bước vào trong một cái khu vực giống như là bao gồm nhà trọ rồi quán ăn vân vân để mà xả súng. Thì đây là hình ảnh của tay súng đã bị Park Ranger bắn chết thưa quý vị. Thì bây giờ theo hồ sơ của phía cảnh sát cho biết là khoảng sau 12 giờ đêm ngày July 4 có một người phụ nữ, cô này bây giờ trong cái hồ sơ được bảo mật danh tính, thì cô này gọi 911 báo là ban đầu đó cái tay súng tên tuổi là Samson Lucas Fussner dùng súng uy hiếp cô và bốn người khác trong một cái căn nhà. Thì không biết là cái mối quan hệ của bốn người này với tay súng này như thế nào. Lúc ban đầu đó thì cô này nói là y sẽ bắn chết cả bốn người rồi tự tử ở trong căn nhà. Nhưng mà một lúc sau thì y lại đổi ý, không có làm gì bốn người này cả, nhưng mà y xách cây súng bỏ đi. Trước khi đi đó y còn nói là bây giờ y muốn giết nhiều người hơn nữa. Cho nên chính vì nhờ cái câu chuyện của cái người phụ nữ này đó, cô gọi cho phía 911 nói là tên này đó muốn xả súng hàng loạt. Thì ngay lập tức phía Park Ranger họ mới đi lùng sục cái tay này. Thì đến khoảng 8 giờ sáng ở một cái khu vực gọi là Canyon Lodge thưa quý vị, cái nơi này đó giống như là cung cấp những cái phòng trọ nhỏ cho khách du lịch đến đây, rồi có những cái quán ăn, rồi ở bên trong còn có những cái tòa nhà cho nhân viên của cái nơi này ở nữa. Thì tự dưng những người ở bên trong lúc đó đó, khoảng 8 giờ sáng, bên trong gồm luôn khách du lịch và nhân viên, có 200 người ở bên trong, họ nghe những cái tràng súng ầm ầm ở bên ngoài, cho nên là họ liền gọi cho cảnh sát. Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo vậy nha. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đến một cái vụ xém chút nữa là trở thành một cái vụ xả súng hàng loạt ở tại Yellowstone. Thì như chúng tôi thưa đó, tay súng đã đến cái khu vực gọi là Canyon Lodge này rồi thưa quý vị. Và khi mà trước khi mà vào đó thì y bắn tùm lum tùm la ở cái cổng bên ngoài, cho nên là những người ở trong đó họ nhanh chóng giống như là đi vào trong rồi khóa cửa và họ gọi cảnh sát. Thì cũng may là giống như cả mấy tiếng đồng hồ trước cảnh sát cũng đang đi truy lùng cái tên này, cho nên là lực lượng cảnh sát ở khu này rất nhiều. Khi vừa nhận được điện thoại là họ kéo đến liền, cho nên là tay súng chưa kịp đi vào trong và cảnh sát đã có giống như là chạm trán và đấu súng với tên này, thì cũng có 2-3 cảnh sát bị y bắn bị thương. Thế nhưng Park Ranger đã bắn gục được cái tay này, y chết ngay tại chỗ. Thì sau khi mà bắn gục được y đó thì cảnh sát mới tìm thấy giấy tờ vân vân. Thì ông này đó, Samson Fussner, mới có 28 tuổi thôi, cư dân ở Florida, nhưng mà chắc nhận công việc ở đây là giống như là nhân viên cho một cái resort tên là Centauri thưa quý vị. Đây là một cái công ty tư nhân nhưng mà được cấp giấy phép kinh doanh ở ngay bên trong Yellowstone. Nhưng mà bây giờ cảnh sát vẫn chưa biết được cái nguyên nhân tại sao y lại xách cái khẩu súng bán tự động đi tìm để mà xả súng hàng loạt như vậy. Trong một cuộc điều trần mới đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA tuyên bố bà đã nhận được rất nhiều các tín hiệu cho thấy chính phủ Nga Vladimir Putin tin tặc hệ thống truyền thông và các hệ thống mạng xã hội ngầm trong thời gian qua, suốt thời gian qua đã vận động ngầm ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống Trump, đặc biệt là chiến thắng vào mùa bầu cử tháng 11 tới đây. Và theo lời của bà giám đốc đó, và các viên chức của cơ quan CIA,
thì họ nói hoạt động hiện nay của chính phủ Nga tương tự như hoạt động của năm 2016. Đặc điểm đáng chú ý đó là họ dựng ra rất nhiều các trang mạng tin tức. Và điểm này để cho thấy Nga tìm cách khuấy động chính trị và xã hội của Hoa Kỳ như thế nào trong thời gian qua. Những trang mạng này đủ thứ tên mà toàn là tiếng Anh không à. Nhìn vào thí dụ như là tinthật.com vân vân. Thì mở vào thì thấy giống như là một cái trang tin tức chính thống của nước ngoài hoặc là của Mỹ luôn nữa. Nếu mà người nhẹ dạ họ không có để ý đó. Và trên đó nè, toàn là những cái tin giải trí nè, phim ảnh và kèm theo những bài bình luận đặc biệt là chỉ trích ông Biden cũng như chính phủ của đảng Dân Chủ. Đặc biệt là khen ngợi các ứng viên của đảng Cộng Hòa, khen ngợi ông Trump. Và những cái bài viết này nó rất là tinh tế. Nhìn vào thì tưởng là một cái người bình bút, một cái biên tập viên đứng giữa để mà trình bày. Thế nhưng ngấm ngầm đằng sau đó, khi mà người ta đọc, người ta mới thấy được những cái thông điệp ở bên trong hoàn toàn là tìm cách gây ảnh hưởng được kết quả bầu cử. Và không những như thế nữa, không những gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử mà còn ảnh hưởng đến các chính sách. Và điểm này cho thấy đó là các nhà chuyên gia họ nói Putin rất muốn ông Trump lên làm tổng thống. Bởi vì như ông Trump đã nói, nếu ông làm tổng thống thì không có chuyện chiến tranh Ukraine xảy ra. Và thứ hai nữa, Putin muốn ông Trump lên làm tổng thống đó thì không phải là tìm kiếm một cái con đường hòa bình, nhưng mà có lợi cho Nga để Nga chiếm lĩnh được những cái phần đất mà Nga đã chiếm đóng. Thì thưa quý vị, hiện nay đó, thực tâm á, là Putin muốn hòa bình. Hòa bình ở đây có nghĩa là Crimea, bốn vùng chiến thuật đều thuộc về của Nga. Nga đã chiếm rồi, bây giờ là của đất của Nga. Mà chủ đích đó là bốn vùng chiến thuật này nằm ở sườn miền đông của Ukraine, tức là bảo vệ cả một cái lãnh thổ phía tây của Nga. Nếu mà xảy ra cái cuộc chiến đó, thì ít nhất lãnh thổ của Nga nó được đẩy mạnh hơn nữa, gần với châu Âu hơn. Và vì thế nếu tấn công đó, nó dễ dàng tấn công vào Ukraine và tấn công vào Ba Lan. Và điểm thứ hai nữa, trong cái lộ trình mà Putin muốn ngồi xuống đàm phán đó, là Ukraine không bao giờ trở thành thành viên của tổ chức Đại Tây Dương NATO cả. Thì nếu mà ông Trump lên làm thì chắc chắn những điều kiện này là bên phía Putin sẽ đề bạt và ông Trump sẽ chấp nhận. Bởi vì không cần nói, trong những lần mà ông Trump vận động, ông đều tuyên bố đó là nếu mà ông lên thì cuộc chiến của Ukraine sẽ được giải quyết. Kết thúc cuộc chiến Ukraine, và chưa kể đó, cái nguồn viện trợ cho Ukraine có thể bị cắt. Và nội những cái chuyện đó thôi, chưa nói tới vấn đề ngồi xuống đàm phán không thôi, là Putin có lợi vô cùng. Và vì vậy đó, thực sự mà nói, không cần phải có sự vận động ngầm của Nga. Nhưng mà nếu ông Trump lên làm tổng thống thì người ta tin. Và đó là cũng là cái mối quan tâm trong hội nghị thượng đỉnh NATO hiện nay họ đang thảo luận. Nếu trường hợp ông Trump lên làm tổng thống thì sao? Những chính sách của ông Biden sẽ như thế nào? 60 tỷ Mỹ Kim chưa có phân bổ hết. Mặc dù là ông Biden đã ký thỏa thuận an ninh dài hạn kéo dài ít nhất là 10 năm và vượt qua khỏi tổng thống kế tiếp hoặc là tổng thống tới nữa. Liệu rằng những cái vị tổng thống lên sắp tới đây, chẳng hạn như ông Trump lên đắc cử vào tháng 11 này, liệu rằng ông có thể xóa bỏ những cái thỏa hiệp đó như ông đã làm dưới thời ông Obama, ký kết với Iran về thỏa thuận hạt nhân. Sau đó thì ông Trump lên và hủy bỏ và dẫn đến cái tình trạng bế tắc như hiện nay. Thì đó là những cái nỗ lực. Họ nói rằng Nga vẫn tiếp tục ngấm ngầm, và cái điều này Nga thường xuyên làm, không những tác động đến chính trị của nước Mỹ mà tác động trực tiếp đến chiến tranh Ukraine và Nga đang muốn chiến thắng. Và thưa quý vị, vào ngày vào
29 tới tháng 6 ở tại tiểu bang Delaware xảy ra một cái trường hợp, đó là có một người phụ nữ vì bị cảnh sát phạm lỗi giao thông nhỏ thôi, nhưng mà khi cảnh sát yêu cầu bước ra khỏi xe đó lại liên tục kháng cự rồi cự cãi với cảnh sát vân vân, cuối cùng dẫn đến cái chuyện là không biết xô xát như thế nào bị cảnh sát đấm vào mặt để mà còng tay. Thì bây giờ đó cô này đã chính thức thuê luật sư kiện cảnh sát với cái lý do là bị kỳ thị chủng tộc, rồi giống như là cảnh sát dùng bạo lực quá mức với người không có phạm tội gì hết. Thì ngay lập tức bây giờ sở cảnh sát họ phải đưa ra cái body camera của những người cảnh sát có liên quan để mà cho thấy là có lý do thì cảnh sát mới làm như vậy. Thì đây là cô Infinity Coleman thưa quý vị, 28 tuổi. Thì bây giờ cái hồ sơ của đơn kiện cho thấy ngày 29 tới tháng 6 đó, cô này cổ đang lái xe ở trên đường thì một cái xe cảnh sát đi từ phía sau đó thấy cổ phạm nhiều lỗi giao thông cho nên mới mở đèn để mà yêu cầu cổ ngừng lại. Thì thứ nhất cảnh sát nói là cổ liên tục sang lane, họ gọi là unsafe, là giống như không có đúng luật, rồi mỗi lần sang lane đều không mở signal, và thứ hai nữa là họ thấy cái registration của cô này đã bị suspended bởi vì không có mua bảo hiểm. Thì chính vì một loạt những cái tội như vậy cho nên đến khi mà cổ ngừng lại đó, cảnh sát bây giờ họ không có đưa ticket thường nữa mà bây giờ họ muốn bắt cổ. Tại vì cảnh sát nói là sau khi mà ngừng lại đó thì họ nhìn thấy được là ngay cái cửa của người lái đó lại có một cái lỗ đạn, mà trên cái lỗ đạn đó thì lại có những cái dấu họ gọi là police marking, là trong những cái vụ nhiều khi cảnh sát điều tra những cái vụ nổ súng hay ăn cắp xe vân vân, khi mà chiếc xe này từng bị câu về sở cảnh sát điều tra đó, cảnh sát họ có mark ở trên đó. Cho nên bây giờ phía những bốn người cảnh sát liên quan trong cái chuyện này họ nói là thứ nhất cái registration bị suspended mà vẫn lái trên đường, và thứ hai có lỗ đạn rồi không biết được đây có phải xe ăn cắp hay gì không, cho nên ngay lập tức họ phải muốn còng cái cô này về sở cảnh sát, rồi muốn trình bày cái gì thì trình bày. Thế nhưng trong video thấy rõ ràng là cô này đó không, nói chung cảnh sát yêu cầu cái gì là đều cãi nhem nhẽm cho bằng được, là kêu chứ tôi có làm cái gì đâu, mấy người không có quyền bắt tôi. Rồi yêu cầu những người cảnh sát này đó bây giờ nếu mà muốn còng đó phải đem supervisor đến thì cổ mới chịu bước ra khỏi xe. Thì chuyện gì xảy ra tiếp theo chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức sau phần quảng cáo quý vị nhé. Quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức của một cái vụ một người phụ nữ ở Delaware bây giờ đó đi kiện cảnh sát là vì kỳ thị chủng tộc cho nên là sử dụng vũ lực quá mức với cô và đã đấm vào mặt của cô. Thì như chúng tôi thưa đó là không phải tự dưng mà cảnh sát muốn còng tay cái người phụ nữ này, mà cô này đó, lái xe đã vi phạm nhiều lỗi giao thông, mà trong đó cái giấy phép đăng ký lái xe cũng bị suspended, lái xe mà không có bảo hiểm. Thì khi mà cảnh sát yêu cầu bước ra để mà họ còng đó thì cổ liên tục giống như là cự lại cãi cảnh sát. Thì bây giờ cái video bắt đầu thấy là khi mà cảnh sát họ warning rồi mà cổ không làm đó, thì hai người cảnh sát mới lôi cổ ra khỏi xe. Thì trong lúc mà lôi như vậy đó, cổ vùng vẫy rồi cổ cũng kiểu như chống cự lại chứ không phải là cổ nằm yên cho họ lôi. Cho nên là khi mà cổ vung vẫy như vậy đó thì cuối cùng một người cảnh sát đã đấm vào mặt của cổ để mà cổ té xuống dưới. Rồi sau đó như cái hình ảnh quý vị thấy từ cái body camera là tổng cộng trong cái vụ này có 4 cảnh sát, 3 người cảnh sát nam và 1 cảnh sát nữ. Thì cô này bây giờ cổ tố là cái người nữ cảnh sát đó cũng khi mà cổ giằng co thì cũng níu tóc của cổ chứ không phải là người nữ cảnh sát đó đứng đó rồi giúp đỡ cổ. Và sau đó thì khi mà bị bắt về đó, bây giờ cảnh sát truy tố cổ rất nhiều tội, lái xe không có bảo hiểm, lái xe trong lúc registration bị suspended, rồi
chống lại người thi hành công vụ vân vân. Nhưng mà cổ cũng đã thuê luật sư, thì cổ nói là cảnh sát đã đấm vào mặt của cổ rồi làm cổ bị trầy trụa, bị thương. Thì bây giờ đó, khi mà đã có đơn kiện thì cái sở cảnh sát, bốn người này đó là thuộc sở cảnh sát Newcastle ở tại Delaware, họ đang tạm đình chỉ chức vụ nhưng mà có hưởng lương thưa quý vị. Và sở cảnh sát thì bây giờ họ phải mở một cái cuộc điều tra, và nhưng mà họ đưa ra cái body camera để cho công chúng thấy được là cái chuyện này không có liên quan gì đến cái yếu tố mà kỳ thị chủng tộc ở đây cả. Tại Los Angeles, chính phủ Hoa Kỳ hôm nay chính thức tuyên bố họ tịch thu một biệt thự khổng lồ 30.000 square feet thưa quý vị, trị giá khoảng 20 triệu đô la. Đó là giá mà chính phủ Hoa Kỳ ước tính sẽ bán được. Bây giờ thì sắp tới đây họ đang trong tiến trình để đăng bán, có thể bán đấu giá. Nằm ở cái khu vực phía tây của Los Angeles, khu vực đẹp, quý vị thấy đằng sau lưng là cỏ rồi cánh đồng rất đẹp, nằm trong một khu phố yên tĩnh sang trọng. Thế thì tại sao lại xảy ra cái chuyện tịch thu này? Chính phủ Hoa Kỳ trong thông cáo cho biết thuộc về một viên chức nhà nước Armenia. Ông này là Gagik Khachatryan, người gốc Armenian, chủ tịch Ủy ban Doanh thu nhà nước. Cái chức này ở Việt Nam thì hết sảy thôi quý vị. Tất cả mọi thứ, cái gì mà doanh thu vào tiền nhiều lắm. Cho nên ở những cái quốc gia mà khi mà sát nhập vào với Liên bang Xô Viết, về sau này đó là lý do mà Hoa Kỳ nhận được nhiều người tị nạn từ Armenia, nằm ở thành phố Glendale. Ông này á, làm chủ tịch doanh thu nhà nước Armenia từ năm 2008 tới 2024. Và ông nhận không biết bao nhiêu hối lộ. Sau đó ông chuyển sang Mỹ. Cái này hơi giống Việt Nam phải không ạ? Bao nhiêu tiền hối lộ chuyển sang Anh nè, chuyển sang các quốc gia Đông Âu cũ nè, Pháp và đặc biệt Hoa Kỳ. Mua nhà, mua cửa, cho con cái đứng tên. Con của ông Gagik này đứng tên căn biệt thự này. Và chính phủ Armenia, đây là điểm để cho thấy rằng là trong tương lai, hiện nay thì Việt Nam, Hoa Kỳ chưa có những cái hiệp ước chính thức về quyền tịch thu tài sản hối lộ. Nhưng mà họ đang làm việc trong tương lai, tương tự như Armenia và nhiều quốc gia khác nữa, họ có quyền kiện. Chưa kể đó là chính phủ Hoa Kỳ có quyền tịch thu nếu như họ biết được những bất động sản hoặc những cơ sở ở tại Mỹ này làm ăn dựa trên sự hối lộ ở nước ngoài. Trong thông cáo, chính phủ Hoa Kỳ nói thẳng không chấp nhận và hình phạt này. Sau khi tịch thu căn biệt thự này, thu về ít nhất là 20 triệu Mỹ Kim đó, 85% là bổ sung vào công quỹ nhà nước, chỉ có 15% còn lại, bởi vì căn biệt thự này dù sao, thí dụ như những cái tiền chi trả bảo trì là do người con trai của ông Gagik này thực hiện, thì chỉ có 15%, độ khoảng 3 triệu thưa quý vị, trả lại cho con trai của ông thôi. 85% Hoa Kỳ sẽ tịch thu, gửi một thông điệp không dung chấp bất cứ hành vi ở nước ngoài nhận hối lộ, chuyển tiền vào Hoa Kỳ để mua bất động sản. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì hải quan ở tại phi trường Hilo của Hawaii đã bắt giữ một công dân của Nhật, khi mà ông này đó đi qua cái máy kiểm tra của hải quan đó, nhìn ở trong luggage có 2 trái lựu đạn. May là lựu đạn giả thưa quý vị. Thì lúc đó phía phi trường cho biết là 45 phút họ phải phong tỏa hết luôn, coi như ngừng mọi hoạt động, bởi vì lúc đó họ không thể biết được là lựu đạn giả hay thật. Thì ngay khi mà đi qua cái máy thấy 2 cái lựu đạn đó, là coi như là báo động mở lên rồi đóng cửa hết. Ông này ông bị bắt lại. Phía phi trường đó phải gọi cơ quan giống như là kiểm tra chất nổ đó, họ đến rồi mọi người tránh xa ra để họ kiểm tra. Thì may làm sao, đây cái này không phải đồ chơi, nhưng mà họ gọi là replica, thưa quý vị, nghĩa là làm rất là giống thật. Thì có thể là những cái phim trường họ hay sử dụng mấy cái này. Thì bây giờ đó, hải quan họ nói là cái ông này đó là công dân của Nhật, tên là
Akito Fukushima, 41 tuổi. Ông vốn là sẽ bay ra khỏi Hawaii đến đâu thì hải quan họ không có tiết lộ. Nhưng mà bây giờ không biết là tại sao ông này ông đem hai trái lựu đạn giả này. Tại vì phía hải quan cho biết là theo đúng luật ở Hoa Kỳ đó, nghiêm cấm không được đem những cái loại replica của những cái thiết bị gây nổ bỏ vào trong hành lý. Cho nên một khi mà bỏ vào mà bị xét ra đó là sẽ bị bắt. Mà thật sự ông này bây giờ ông không rời khỏi Hoa Kỳ được. Khi mà ông đã bị bắt và sẽ bị truy tố cái tội họ gọi là terroristic threatening, thưa quý vị, cấp độ 1. Thưa quý vị, ở tại San Diego cái chuyện này rất là kỳ lạ. Một người gốc Việt thanh niên 23 tuổi tên là Aaron Trần, ngày hôm thứ Hai vừa qua, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của anh trong chiếc xe hơi anh lái từ khách sạn nơi anh làm việc. Tiếng Việt mình gọi là lễ tân đó, thưa quý vị. Cái người mà đứng ở ngoài cái lobby để mà đón khách đó vào, mà ký nhận họ vào, họ gọi là lễ tân đó. Thì đây là khách sạn Shore, La Jolla, khu vực rất sang trọng ở San Diego. Thì anh làm việc này trong thời gian cũng một vài năm qua, thì mọi chuyện rất là bình thường cho tới hôm tối Chủ nhật. Thì theo bản tin nói đó là có hai cô gái mướn một cái phòng khách sạn ở đây vào nửa đêm, thì dường như có nước rò rỉ gì đó, thì cái cô gái nó mới gọi anh lên, cho nên cái câu chuyện nó cũng không có rõ ràng, rất là lạ. Thì bình thường một người lễ tân làm việc ban đêm thì bất cứ cái chuyện gì mà nhất là emergency hoặc là cần hỗ trợ thì hỗ trợ thôi. Không biết vì lý do nào anh cô gái yêu cầu anh vào để xem cái vụ rò rỉ trong phòng khách sạn. Khi anh vào sau khi đó thì cảnh sát nói là chắc chắn đằng sau nó phải có cái gì. Nhưng mà một trong những cô gái nói rằng anh đã đe dọa và nói rằng cô không được la, bởi vì nếu cô la mà tại sao cái chuyện nó lại xảy ra cũng không hiểu được, thì y sẽ dùng dao đâm cô. Thì bất ngờ thấy con dao thì cô sợ quá, cô hét lên trong khi người bạn gái của cô ngủ ở trong phòng. Thế là hai cô gái, nghĩa là cô gái bị tên Aaron Trần này đâm vào ngực, nhưng mà không có bị cái vết đâm chí mạng, cho nên hai cô gái bùng chạy thoát được. Thì sau đó gọi cảnh sát tới. Aaron Trần nhảy lên xe mình, và đây là chiếc xe màu trắng, chạy ra ngoài cảng San Diego ở La Jolla, có cái cảng ngay đó là La Jolla Beach, lái từ trên cảng bay xuống dưới nước luôn. Và chết đuối ở trong đó. Thi thể của Aaron Trần, theo cảnh sát cho biết đó, họ đã có một cái cuộc họp báo, là sau khi mà chạy thoát khỏi khách sạn, bởi vì thấy dường như mình nổi cơn mà không biết tại sao anh vào trong phòng khách sạn mà mang theo dao, thì trên người của anh có những cái vết thương tự mình đâm lấy. Sau đó trong một cơn thịnh nộ hoặc là cơn điên, ủi chiếc xe xuống mà chết luôn. Cuộc điều tra thực sự vẫn còn đang tiến hành, thưa quý vị. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ tư này. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trở lại với chúng tôi chiều nay, đề cập đến vấn đề NATO và chính sách của Hoa Kỳ với Ukraine. Vào YouTube, mong quý vị nhấn một nút like và subscribe, quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.